con nào DJ vú to thì nó mới gọi là DJ đúng không? Còn mấy con mà ngược lép thì nó không gọi là DJ đúng không? Anh em để ý giúp tớ nhá. Khi mà mình mà chọn mẫu ở bên lên TikTok ấy, anh em lưu ý là hiện tại bây giờ là cái thằng TikTok ấy nó đang tạo ra một cái thế hệ người đẹp kiểu mới ở trên xu hướng. Cái này nó là sẽ xu hướng của toàn châu Á trong thời điểm tầm 2-3 năm tới luôn. Nếu mà tầm khoảng 5 năm trước hay là 10 năm trước ấy, anh em mà xem ở trên mạng ấy, thì anh em sẽ thích kiểu mấy con mẹ kiểu như là vú to ngực bự đúng không? Xong rồi ngồi kiểu cứ ngồi bán kính xong rồi vú to nó cứ ngồi ngội không? Hay là ngay cả cái việc mà đi bar, đi club, những con nào DJ vú to thì nó mới gọi là DJ đúng không? Còn mấy con mà ngực lép thì nó không gọi là DJ đúng không? Thì cái thế hệ ở trên Tổ Dinh và ở trên quầy giờ ngành gì muối à? Còn em, lần này phát tài rồi. Gì muối đẹp trai. Thì cái thế hệ của cái đội trẻ bây giờ nhá là nó sẽ muốn là nhân vật nữ ấy, ngực nhỏ, có cơ bụng, chứ nó không thích là cái kiểu dạng như là xôi thịt quá đâu. Cho nên là ngay kể cả cái việc mà anh em mình đi chọn một cái cô các bạn mà người mẫu ấy, ưu tiên chọn cô nào mà ngực nhỏ, có cơ bụng nhá. Đừng chọn mấy cái bạn mà ngực to. Ngực to ở trên TikTok ấy rất khó lên xu hướng. Nhắc lại với anh em như vậy, ngực to ở trên TikTok cực kỳ khó lên xu hướng luôn. Cho nên là ngay kể cả cái việc mà bên tớ chọn diễn viên này, bên tớ phải casting vòng mẫu này, là thì mẹ mày con nào ngực to loại luôn. Không cần phải mày biết là diễn xuất hay như nào, cứ ngực to là bọn to loại. Lưu ý hộ cái. Cứ lướt thử mà xem, anh em cứ lướt ở trên TikTok với cả ở trên Tổ Dinh mà xem có con nào ngực to mà lên được không. Toàn là kiểu ăn mặc kiểu kín kín ấy.